Mùa khô nước cạn thì đánh mồi gì hiệu quả? Chào cả nhà nhé, là em An đây. Thì khu vực Tây Nguyên Gia Lai của em cả nhà, hiện tại bên đây là mùa khô cả nhà. Thì nếu mà anh em mình câu địa hình trống thì mình cứ mồi mềm mà cá sắc mà vào thôi. Nhưng nếu mà anh em khu vực của anh em mà có cỏ, có rong, có bèo thì đánh dưới hơi vẫn rất là hiệu quả luôn cả nhà ơi. Và nếu mà cá nhát thì em luôn lựa chọn những con mồi nhỏ và yêu cầu phải ném được xa nữa nha. Thì hôm nay em đang lên cho cả nhà là con HVA LX mini nha, 6g thôi. Nhưng mà cái form này thì ở nhà ném rất là xa nha. Rồi, giờ bắt đầu câu nha. Hôm nay em sẽ câu cái địa hình ao sen. Thì với những cái địa hình này nếu mà anh em làm được luồng câu á thì nó còn hiệu quả hơn. Nhưng mà không làm được luồng câu thì mình dọn luồng sơ sơ để mình câu là ok rồi. Hôm nay em sẽ xài cái cần Crossfire của Daiwa nha. Cây này thì có 460 thôi anh em ơi, mà chơi đã lắm. Bữa giờ chơi hoài mà chưa thấy gãy anh em ơi. Máy thì sẽ là em đang xài máy Daiwa City nha. Dây HVA X8 nha. Sắp ra mắt tầm vài tháng nữa nha. Em vẫn đang trong quá trình câu và trải nghiệm mẫu dây này. Câu được 3 tháng rồi, thấy rất là ok. Rồi, bắt đầu câu nha anh em ơi. Hôm nay quên mang khó luôn nên là thắt cái kiểu này luôn anh em ơi. Đây là cái kiểu dây đôi nè. Đó. Mình thắt vô này cũng được, ok, cũng dễ thay mồi lắm. Anh em nào mà chưa biết cái kiểu này thì em sẽ chia sẻ cả nhà sau ha. Rồi, giờ câu thôi. Đá đi mày. Yeah. Đưa này nha. Ồ, chính xe là sao đây? Đấy hả? Ui. Lắc bông anh em, lắc bông anh em. Yeah. Ui, lắc bông anh em ơi. Ui, lắc mỏ rồi. Chị. Này nha anh em ơi, lên lắp bông nha, quá đã luôn. Test dây HVA vướng sen nha, test thử nha anh em ơi. Bữa giờ không có test kiểu này tại vì hồi nãy giờ tại em kéo là đứt hết rồi, nhưng mà cái này kéo mạnh mà chưa đứt anh em ơi. Rồi này nha, ăn nó hàng như cái này luôn, nó đứt cái cục này luôn mà. Ui. Rồi ra rồi anh em ơi, hay chưa, đỉnh chưa. Đấy, dây HVA kéo sen là như vậy đó anh em ơi, kéo là đứt sen luôn. Tắp vào anh em ơi, chứ mà. Ui rồi, một đường một nha. Ui ui, vô sen rồi anh em ơi, chứ là sảy không biết rồi. Sảy chưa biết. Ui. Lên. Ui, lên rồi. Yeah. Ui. Một đường một anh em ơi, khuê. Wow, công cân. Đã cho anh em ơi. Đây, bắn cá nha anh em ơi.
cuối cùng đã lên hàng. Có cá nha, cá đẹp luôn. Đấy, mồi HVLX nha, ném xa nè, em thấy em ăn ném xa không? Cự ly khá là xa thôi nha. 3cm 6g, ok. Báo cá nha. Quá đã thôi. Đấy. Cần thì có 460 thôi. Máy thì gần 15 củ. Nhưng mà dây thì 200k thôi. Rồi, anh em mua hàng thì ủng hộ em ăn bình Zalo nha, 0356163121. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.